Cứu hộ và tái thả các loài động vật hoang dã là một trong những công việc quan trọng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên nhằm hạn chế sự tổn thương của các loài động vật hoang dã, đặc biệt đối với loài nguy cấp sau khi được giải cứu bởi các cơ quan chức năng. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về công tác cứu hộ và tái thả loài cu li lùn ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hai con cu li nhỏ Kulin và Melania được các cơ quan chức năng ở khu vực phía Nam Việt Nam tịch thu và giao lại cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Đảo Tiên. Khi được tiếp nhận, hai chú cu li này ở trong tình trạng sức khỏe yếu và bị nhiễm nhiều ký sinh trùng. Tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Đảo Tiên, hai chú cu li đã được chăm sóc sức khỏe và phục hồi các bản năng cần thiết để có thể trở về với tự nhiên. Tại Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp Đảo Tiên, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã hình thành một quy trình chuẩn để có thể chăm sóc và phục hồi tốt sức khỏe cho các cá thể cu li trước khi chúng được đưa về với tự nhiên, bao gồm có chế độ dinh dưỡng, chế độ chăm sóc đặc biệt và chế độ huấn luyện các loài cu li để có thể đảm bảo chúng có thể phù hợp với tái thả và trở về với môi trường tự nhiên. Trước khi được tái thả, các chú cu li sẽ được kiểm tra đặc biệt về sức khỏe. Hôm nay là ngày Kulin và Melania được đưa về với tự nhiên. Các chú cu li nhỏ được đưa vào trong các hộp mà các cái lồng nhỏ có phủ bằng lá tươi và được nhân viên của Trung tâm Cứu hộ đưa vào trong rừng sâu bằng cách đi bộ. Chúng tôi chọn phương pháp sử dụng đi bộ để đưa các chú cu li về tái thả bởi vì nó sẽ làm giảm đến mức thấp nhất stress của các con cu li trong quá trình tái thả và đảm bảo cái quá trình thành công của công việc tái thả. Cái khu rừng mà tiến hành tái thả thì khá là đẹp. Trên đường đi thì cũng có thể sẽ bắt gặp được nhiều loài động vật quý hiếm. Vườn đen mã vàng là một trong những loài linh trưởng nguy cấp có phân bố khá phổ biến ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ước tính ở Cát Tiên có tới khoảng trên 300 đàn vườn đen mã vàng với số lượng cá thể hàng nghìn cá thể. Vườn đen mã vàng là một trong những loài linh trưởng đặc biệt. Chúng chỉ sinh sống ở trên các ngọn cây cao. Thức ăn chính của chúng là quả của các loài cây, các con côn trùng nhỏ và lá của thực vật. Chúng sống theo gia đình giống như con người. Bình là nhân viên của Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Đảo Tiên. Anh có một thời gian dài gần 30 năm làm kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Anh có những hiểu biết nhiều về thực vật và động vật ở Cát Tiên. Khu vực tái thả ngày hôm nay cũng là vùng phân bố của voi châu Á. Mình nói rằng đôi khi đi trong rừng sợ nhất là gặp các cá thể voi bởi vì chúng di chuyển rất chậm chạp và khá yên lặng, rất khó để có thể phát hiện được một cá thể voi đang di chuyển ở trong rừng rậm. Rất may là chú voi này chỉ đi thoáng qua và đã đi vào trong rừng sâu. Khỉ đuôi dài cũng là một trong những loài linh trưởng có phân bố phổ biến ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Chúng thường sống gần nguồn nước. Không khó để gặp các cây đa bốc cổ
Chúng được ví như là những gã khổng lồ trong các khu rừng nhiệt đới, là một loài thực vật khí sinh. Chúng được các con chim, các con thú nhỏ đưa đến các cây chủ và bắt đầu phát triển trên các cành nhánh của cây chủ. Sau đó các rễ khí sinh vươn dài và bám vào lòng đất, dần chiếm toàn bộ không gian sinh tồn của cây chủ. Đôi khi bạn cũng có thể bắt gặp mà bò tót ở trong các khu vực rừng thường xanh tại Cát Tiên. Chúng là loài di chuyển khá là rộng, với diện tích khoảng vài chục km vuông. Đây là một đàn bò tót cũng khá lớn, có thể đến vài chục con. Không khó để bắt gặp những cái cây cổ thụ lớn tại Cát Tiên. Đây là một trong những cây gõ đỏ, một trong những loài gỗ quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam. Gỗ của chúng có màu đỏ và gần như không bị mối mọt và thay đổi bởi thời gian. Trong mùa này, khi đi rừng đôi khi bạn cũng có thể bắt gặp các loài phong lan nở. Sau một quãng đường di chuyển dài, thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được điểm để tiến hành tái thả cu ly. Một phương pháp mới được phát minh tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Đảo Tiên là tiến hành tái thả trong các lồng tái thả. Các lồng tái thả này có vai trò quan trọng, sẽ giúp cu ly làm quen với môi trường tự nhiên tại khu vực được chọn. Bình đang tiến hành chuẩn bị các vật dụng cần thiết ở trong lồng tái thả, như bổ sung thêm cành, lá cây và bổ sung thêm nước và thức ăn cho cu ly ở trong chuồng tái thả trước khi đưa chú cu ly nhỏ vào trong lồng tái thả. Chú cu ly sẽ ở trong lồng tái thả này khoảng một thời gian ngắn, khoảng 3 ngày. Sau đó mình sẽ quay trở lại và mở cửa chuồng. Trong lồng tái thả có một cửa chuồng nhỏ ở trên gần nóc chuồng. Khi cái cửa này được mở ra thì cu ly sẽ tự quyết định là chú đã sẵn sàng trở về với môi trường tự nhiên hay chưa. Phương pháp mới này làm giảm đáng kể cái tỷ lệ cu ly bị chết sau tái thả tại vườn quốc gia Cát Tiên, và nó cũng là một trong những chìa khóa làm nâng cao số lượng loài này trong tự nhiên thông qua quá trình cứu hộ và tái thả về tự nhiên. Trong lồng tái thả, cu ly sẽ được cung cấp đủ thức ăn trong những ngày đầu tiên trước khi chúng được sẵn sàng trở về với môi trường tự nhiên. Bình đang kiểm tra lại lần cuối mọi thứ để đảm bảo tất cả đều đã sẵn sàng để đưa chú cu ly nhỏ vào trong lồng tái thả. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc lồng chứa con cu ly nhỏ và mở nắp. Chú cu ly nhỏ bắt đầu bò ra và khám phá lồng tái thả.
nơi chú sẽ có thời gian thích nghi với lại môi trường tự nhiên và tự quyết định trở về với thiên nhiên. Hiện nay tại vườn quốc gia Cát Tiên đã tiến hành tái thả hàng trăm cá thể cu ly nhỏ về môi trường tự nhiên bằng phương pháp này với tỷ lệ thành công khá cao, góp phần nâng cao số lượng quần thể của loài linh trưởng này trong tự nhiên tại Cát Tiên.